Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Trên dòng sông gió đan xưa, khi thánh Gioan truyền hứa rằng tôi giờ đây với chút nước, nhưng đấng sau tôi quyền năng hơn. Người rộng ban muôn ơn cứu anh em bằng lửa thánh thần. Kìa từ trong đám dân, đây người tới dân thân cho đời. Tầng trời mở ra, Chúa ngồi ba ngự xuống trên người, dưới hình hài bồ câu tỏ muôn yêu dấu. Tầng trời bừng sáng, Chúa ngồi cha phán rằng này con ta yêu dấu rất đẹp lòng ta. Hãy vâng lời trên dòng sông gió đan xưa, nơi thánh Gioan làm phép rửa, tuy chẳng vương vết bất tín, nhưng Chúa Giêsu tự nguyện xin. Dù ngạc nhiên ngăn cản, thánh Gioan đánh chiếu ý người, nhận diện trong nước sông, đem nguồn sống đến cho muôn loài. Tầng trời mở ra, Chúa ngồi ba ngự xuống trên người, dưới hình hài bồ câu tỏ muôn yêu dấu. Tầng trời bừng sáng, Chúa ngồi cha vang tiếng phán rằng này con ta yêu dấu rất đẹp. Xin thân ái kính chào quý khán thính giả của Tin Vui Media. Trong câu chuyện phúc âm hôm nay, Thánh Matthew kể lại việc Chúa Giêsu bỏ xứ Galilee mà đến với Gioan ở sông Jordan để ông làm phép rửa cho. Khi nghe Gioan can ngăn, Đức Giêsu liền đáp: "Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế." Phúc âm trong Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa muốn nói gì với chúng ta? Kính mời quý vị cùng nghe lời Chúa và phần chia sẻ của Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Minh Nhật, dòng Đa Minh. Tin mừng Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống trên mình người. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ xứ Galilea mà đến với Gioan ở sông Giô-đan để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gioan can người rằng: "Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?" Chúa Giêsu liền đáp lại: "Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế." Và bây giờ, ông Gioan chiều ý người. Chúa Giêsu chịu phép rửa, rồi bước lên khỏi nước.
Này đây, các tầng trời mở ra, và người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên người. Và ngay lúc ấy, có tiếng từ trời phán: Này là con yêu dấu của ta, con đẹp lòng ta. Đó là lời Chúa. Kính chào quý ông bà, anh chị em. Hôm nay, giáo hội cử hành lễ kính nhớ lại biến cố Đức Giê-xu chịu phép rửa tại sông Giô-đan. Và khi chúng ta chỉ cần nhớ tới biến cố ấy là mỗi người chúng ta cũng được khơi gợi để nhớ lại chính phép rửa mà mình đã được lãnh nhận, phép rửa mà ta đã được ghi dấu nhân danh Cha và Con và Thánh Thần để thuộc về Thiên Chúa, để thuộc về nước Thiên Chúa. Việc Đức Giê-xu chịu phép rửa với diễn tiến câu chuyện chúng ta vừa nghe qua bài Tin Mừng, thì ở đó ta thấy trước tiên, điều ghi nhận trước tiên mà ta có thể nhận biết và khắc cốt ghi tâm để học hỏi, nhất là cho thời đại chúng ta đang sống, đấy là tinh thần tự khiêm tự hạ. Đức Giê-xu Con Thiên Chúa đã hòa mình vào trong đám đông ngày hôm ấy để cũng chờ, cũng đợi, để trở nên một ở giữa đám đông, chờ tới phiên bước xuống dòng sông Giô-đan để cho Gioan rửa tội cho Ngài. Cái chữ rửa tội nghe có vẻ trầm trọng, nghe có vẻ đáng hơn là cho con người chúng ta, những người lúc nào cũng khắc khoải, cũng lo âu về những tội lỗi, về những yếu phạm, sai phạm mà chúng ta đã mắc phải trong cuộc sống này. Thiên Chúa làm gì có tội mà phải rửa? Kính thưa cộng đoàn, chúng ta lại nhìn theo một hướng khác. Đức Giê-xu bước xuống dòng sông ngày hôm ấy để cúi đầu xuống cho Gioan rửa tội, là một cách người hòa vào giữa con người. Người cũng bước vào cái văn hóa, bước vào giữa đám đông để chấp nhận tất thảy những gì đã tạo nên nếp sống của con người, tạo nên những con người như vậy. Và Giê-xu đã đến để ở giữa họ, trở nên một ở giữa những con người ấy một cách cụ thể hơn, một cách rành rẽ hơn. Cách nào đó, chúng ta thấy sau thời gian ẩn dật 30 năm, không ai nhắc tới, không ai biết tới, Giê-xu đã bắt đầu sứ vụ công khai bằng bài giảng về sự sám hối, và ngày hôm nay Ngài xuất hiện một cách công khai cho sứ vụ của mình trong cách ở giữa đám đông, trở nên một giữa muôn người và chịu phép rửa. Người đã được rửa trong nền văn hóa, người được rửa ở giữa đám đông ấy để trở nên con người hơn, để trở nên như là những người khác, để ở đó có sự hội nhập hoàn toàn. Đó là ghi nhận thứ nhất mà chúng ta có thể suy niệm và rồi nhận lấy chính người như là một người anh em của chúng ta, để cảm thấy sự thiết thân giữa ta và con người, giữa ta, giữa con người chúng ta với Thiên Chúa. Chúa đã trở nên gần gũi trong tư cách một người phàm, để mỗi người chúng ta đỡ phải cảm thấy bối rối hơn, đỡ phải cảm thấy áy náy hơn. À, Chúa cũng từng là một con người như mình cơ mà. Thế thì Ngài đã từng làm người và Ngài đã trở về với tư cách Thiên Chúa sau khi đã gột rửa, sau khi đã tinh luyện tất cả những gì thuộc về thế giới con người. Thì chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta nỗ lực hết sức để đi theo con đường mà Chúa hướng dẫn, thì ở đó ta cũng được gột sạch, ta cũng được tinh luyện để trở thành, để trở nên con của Thiên Chúa thật, như là lời Đức Giê-xu đã tha thiết mời gọi: Thầy gọi anh em là anh em của Thầy, là bạn hữu của Thầy. Điều thứ hai chúng ta ghi nhận qua câu chuyện ngày hôm nay là ngoài việc Đức Giê-xu đã khiêm hạ bình dân đến để được rửa ở trong dòng văn hóa, ở giữa con người, thì một cách nào đó, trong dòng sông Giô-đan, Chúa đã xuất hiện và cho người ta thấy sự chuẩn nhận
đây là con yêu dấu của ta. Nghĩa là Chúa giới thiệu Thiên Chúa Cha và Chúa Thiên Chúa Cha giới thiệu Đức Giê-xu ở giữa cộng đoàn ngày hôm ấy. Tiếng từ trời, tiếng từ thiên không để chuẩn nhận và hình bóng Thánh Thần ngự xuống trên cái chim bồ câu để chuẩn nhận về tư cách con Thiên Chúa của Đức Giê-xu. Đó là điều để cho mọi người ngày hôm ấy được thấy cái sự nhiệm lạ và ngỡ ngàng vì một giữa họ đã được cất nhắc, một giữa họ đã được đánh dấu và một giữa họ đã được giới thiệu, đây là con Thiên Chúa. Cái điều thiết thân ấy nó làm cho người ta có thể trở nên tự hào hơn về tư cách con người của mình. Chúng ta có thể nào cũng sẽ là người tiếp theo để được giới thiệu, đây là con Thiên Chúa, đây là đấng sẽ tiếp tục cái sứ vụ của đấng cứu độ trần gian chăng? Sự giới thiệu Thiên Chúa đến cho cộng đoàn và sự chuẩn nhận giữa Thiên Chúa với Đức Giê-xu cho cộng đoàn ngày hôm ấy làm cho chúng ta càng thêm một lần nữa để nhìn nhận sự gần gũi của Thiên Chúa với con người. Thiên Chúa không phải là một vị quân vương theo kiểu toàn năng toàn tài để thực hiện lời hứa cứu độ con người theo cách bó chung tất cả các đũa vào một bó. Nhưng cách của Ngài là xuất hiện để cho người ta thấy sự gần gũi của chính Ngài với mọi người. Và rồi trong cái sự thân tình ấy, ta dễ dàng có cái cơ hội, dễ dàng có điều kiện để mà gặp gỡ nhau hơn, dễ dàng để có thể thông hiểu nhau hơn, và nhất là dễ dàng để khích lệ, động viên nhau tiến lên, dấn thân để cho cuộc đời của mình có ý nghĩa, chứ không phải chỉ là sự đánh đổi qua ngày qua tháng theo cái kiểu của muông thú, theo cái kiểu rất bản năng của động vật sống và chiến đấu, sống để cạnh tranh, để tranh giành phần hơn phần thiệt thế nào đó. Còn với Đức Giê-xu giới thiệu về một hành trình của ơn cứu độ, hành trình được chiếu rọi bởi ánh sáng của Thiên Chúa, hành trình được chuẩn nhận là con Thiên Chúa đến trần gian, thì đấng ấy đã trở nên gần gũi, đấng ấy đã trở nên anh em, là người thân của chúng ta. Để rồi ở đó, khi mà ta biết là người anh em thì phải có bổn phận nâng đỡ, người anh em phải có bổn phận giúp nhau để mà vượt qua những khó khăn, để có thể chạm được những lỗ hổng, những yếu đuối ở trong con người này, con người khác. Tất cả chúng ta cộng hợp trong một cộng đoàn để trong sức mạnh của Thiên Chúa chúng ta được cộng lại nên một. Để mà sức mạnh ấy nó có điều kiện để nâng con người ta trỗi dậy, nâng con người ta đứng lên, nâng con người ta trở về với vị trí là con Thiên Chúa, để ở đó ta cứu vớt cuộc đời của nhau. Kính thưa cộng đoàn, ngày lễ mừng Đức ngày kỷ niệm biến cố Đức Giê-xu chịu phép rửa nhắc nhở chúng ta về chính phép rửa chúng ta cũng đã lãnh nhận. Có thể ta thì lãnh phép rửa với tư cách khác và nguồn ân tứ khác. Nhưng mà trong những gì đã nên công thức ấy, chúng ta đều thực hiện một hành vi là cúi xuống để cho ơn của Thiên Chúa tưới gội trên ta, thanh lọc tinh luyện ta. Một cách khiêm nhường ta cúi đầu xuống trước mặt Thượng Đế, một cách khiêm nhường ta cúi mặt xuống trước mặt nhau để xin lòng thương xót của Chúa và lòng thương xót của anh em. Điều ấy đặc biệt quan trọng cho hành trình sống của chúng ta ngày hôm nay, khi mà sự kiêu căng, tự mãn nó đang làm cho chúng ta chết dần, chết mòn ở trong cảm giác của sự cô đơn. Thì cái sự liên kết giữa những người thuộc về thế giới Thiên Chúa trong cùng một phép rửa, trong cùng một ân tứ, giúp chúng ta trở nên linh hoạt hơn, giúp chúng ta tươi mới hơn trong ân sủng. Để rồi trong sự tươi mới ấy, ta mới có cái nhìn và có hướng hành động tích cực hơn cùng với nhau và cùng với Chúa. Trong những ngày cuối năm này, chúng ta cùng suy niệm về lời động viên của chúng ta cùng suy niệm
về hành vi của Thiên Chúa ở giữa con người, để rồi chính mỗi người chúng ta cảm thấy tự hào hơn trong vai trò của mình, vai trò của những người đã được gọi là anh em của Thiên Chúa, vai trò của những người được tưới gội ở trong nguồn ân sủng của Chúa. Và chúng ta cũng ý thức hơn nữa về trách nhiệm của mình, trách nhiệm của những người anh em của Đức Kitô thì sẽ theo sứ vụ của Ngài để tiếp tục cúi xuống, để tiếp tục đồng hành, để tiếp tục cho những người thân phận bé nhỏ, nghèo hèn, kém cỏi cảm thấy được vực dậy nhiều hơn khi mà được bằng vai phải lứa, được ở trong một nguồn ân sủng, được bình đẳng ở trong nguồn ân tứ của Chúa. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện chân thành cho mỗi người chúng ta mỗi ngày trong cuộc sống này biết khiêm nhường hơn nữa theo gương của Đức Giêsu Kitô, để ở đó Đức Giêsu đã khởi đầu sứ vụ của Ngài trong sự khiêm nhường ấy, thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu với sự khiêm nhường để đến với anh em và để cùng nhau thăng tiến nhau từng ngày trong cuộc sống này, hầu mỗi người chúng ta có thể tự tin để dẫn bước về quê trời một cách mạnh mẽ nhất. Amen. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ghi nhớ dấu ấn bí tích rửa tội và chu toàn bổn phận mà mình đã lãnh nhận trong ngày trọng đại ấy. Thưa quý khán thính giả, quý vị vừa nghe phần chia sẻ của Linh mục Francisco Xavier Nguyễn Minh Nhật, dòng Đa Minh. Chúng tôi ước mong những chia sẻ của Ngài sẽ giúp mỗi người ý thức hơn về bí tích rửa tội và sứ vụ mà mình đã nhận lãnh. Kính chúc quý vị một tuần lễ bình an. Ngay từ khi đang thai nhi, con đã vương nhớ tội nguyên tội, nhưng được ơn Chúa thánh hóa trong phép thiêng liêng tẩy hồn con. Nguyện Ngài ban cho con trái tim son, lòng thanh tránh tội và tình không bớt vơi, khiêm nhường gắng dấn thân trong